Ngày hôm nay nhà em Thảo vừa mới nở một chậu cây phi điệp năm cánh trắng. Em đặt mã này là mã K3 nhá các bác nhá. Mã K3 này thì cây này là cây năm cánh trắng này, cánh trắng ánh kim rất là đẹp này. Môi tuyết này, mắt phân thùy này, mũi của nó này. Đây, mũi trắng nhưng mà nó cũng có hơi phớt hồng một chút xíu, gọi là tóm lại là cây này gọi là các bác thì có một số bác thì gọi là mũi trắng, có một số bác thì gọi là không trắng lắm. Nhưng nói chung là nó là trắng cũng không có ánh hồng gì đâu. Nói chung là nó cũng nói chung là xuất sắc. Nó rất là nhiều hàng va như là HO hoặc là năm trắng Hải Dương hoặc là năm trắng Hà Tĩnh. Rất là nhiều cây va mũi nó còn trắng, còn 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 hồng đúng không ạ? Nó hồng đậm luôn ấy, con này con mũi gọi là mũi trắng không phải là hồng. Đó gọi là mũi trắng 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 nói chung xinh. Đó. Đây, mắt của nó em bẻ ra cho mọi người xem đây này. Đó, phân thùy rất là đẹp luôn đây. Đó, cây này thì vô cùng nhiều hoa luôn. Lúc trước các bác khuyên em Thảo là ngắt đi nhưng mà em lại không ngắt này. Mỗi mặt một cái mắt của nó tận những hai bông, có mắt còn ba bông cơ. Đó, cây này mã K3 này thì sẽ gồm có ba cái ki này, ba cái mầm gốc này, một cái ki trên thân và dưới gốc, gần gốc với lại một cái này nữa này, một cái ki trên đỉnh của nó nữa này. Đó, trên cái ngọn của nó đây. Đó, nói chung là cây này vì nó nở nhiều hoa quá, giống như là mẹ mà chúng ta chăm sóc mà nhiều con quá thì chúng ta không phải chu đáo đúng không ạ? Hoa của nó năm sau mà chúng ta muốn để hoa nó to đẹp ấy, nên ra để khoảng tầm 2 đến 3 bông thì nó sẽ rất là to. Đó. Cây này, đây có nhìn này. Đẹp chưa? Đó, em quay đằng sau cho bác xem mã K3 này nhá. Đây. Mã K3 này, thân đang hoa này chắc là khoảng 35 cm. Nói chung là xinh xinh xuất sắc, nói chung là con nào cũng xinh hết. Đó. Đây. Ngày hôm nay em đánh mã đây là mã số K1. Thì tên về cả nhà có thể đặt theo ý thích của mình nhé. Đây là con K1 có mắt phân thùy này. Mũi của nó là nhìn như này là trắng tinh luôn này. Các bác nhìn này. Nhìn nó hơi hơi phớt hồng một chút xíu đây. Đó, nó hơi phớt hồng một tẹo. Nói chung là những cái cây như là Hiển Oanh này, năm cái trắng Hải Dương hoặc năm cái trắng Hà Tĩnh nó còn lá mũi hồng đúng không ạ? Đó, con này là mũi gọi là hơi hơi một chút xíu này. Các bác nhìn này cũng biết đúng không ạ? Đó. Ngày hôm nay nhà Thảo vừa mới sổ một chậu phi điệp năm cánh trắng này, môi tuyết, mắt phân thùy. Mũi của nó gọi là mũi trắng này nhưng mà nó không được trắng tinh, nói chung là nó không phải là phớt hồng. Nó tóm lại là nó vẫn rất là xinh và xuất sắc này, các bác nhìn đã, cái mũi của nó đây. Đó. Rất là đẹp. Nói chung là cây này thì xinh xuất sắc luôn. Và vì là một cành nó có nhiều hoa quá nên hoa của nó không được to lắm, ngày mai mà nó nở to ấy thì em sẽ quay lại cho cả nhà xem này. Mã này lấy về làm giống thì gọi là siêu lực luôn này. Này, siêu lực luôn. Đây, năm cái mầm gốc to tướng luôn ấy. Đó, đây này. Đó, cây này thì cái này còn được một cái ki nhỏ ở trên này này. Đây. Cái khúc bên này, nguyên cái khúc bên này chúng ta phải làm ki. Và về là chúng ta cái bọn này nó cũng ra rễ rồi, mầm gốc nó ra rễ là chúng ta cắt được rất rất nhiều ki luôn này, các bác nhìn này đây. Đó. Nói chung là cây này lấy về làm giống là siêu đẹp luôn rồi. Đó, bác nào yêu mến cây này thì chúng ta có thể sưu tầm một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đấy ạ. Đó, mặt hoa của nó sổ đây. Đây này. Này, mũi của nó này. Đó, mắt của nó này, mắt của nó này em vẽ cho mọi người xem này. Đây. Phân thủy đẹp chưa? Đó đấy ạ. Xinh lắm, nói chung là mã K1 đấy bác nào yêu mến, bởi vì hiện nay trên này thị trường có rất là nhiều những cái hàng va nó còn có mã mũi của nó còn mũi đậm đấy ạ, còn con này là mũi của nó là mũi trắng tinh luôn rồi. Mũi không phải trắng tinh mà nó còn hơi hơi một chút xíu này. Nói chung là con này là chơi xuất sắc rồi, làm giống rất. Ngày hôm nay nhà em Thảo vừa mới nở, em đặt mã này là mã số K4 nhá các bác nhá. Mã K4 này con này mắt đỏ đẹp chưa? Mắt đỏ này, phân thùy rất là đẹp này. Mũi của nó thì cũng gọi là mũi trắng này cả nhà nhìn đấy ạ, nhưng mà nó hơi cũng không phải là màu hồng đâu mà nó hơi nó vẫn là trắng. Nói chung là nhìn như này các bác tranh cãi là trắng, có bác thì bảo là nó không được trắng lắm nhưng mà thật sự cái mũi của nó này rất là đẹp. Đó, con này cứ gọi là hơi hơi không trắng đi. Đó, nói chung là thực sự nó vẫn trắng. Môi tuyết rất đẹp đây. Đó. Cây này thì nó cũng nở nhiều hoa quá này. Bây giờ nó còn chưa nở rõ này. Em mở cho cả nhà xem thôi đây này. Cây này thì hiện tại đang có bốn cái mầm gốc này. Bốn cái mầm gốc này, cái mầm này nó bị bẻ ra một chút không sao cả. Đó, cái cây này thì quá xuất sắc, bác nào mà lấy về sưu tầm. Đó, hoa của nó thì nó chưa nở đâu, ngày mai đi. Ngày mai nó nở thì em sẽ quay cho các bác xem nhá. Nhưng thực sự em bẻ cái môi cho nó xem, cho các bác xem cái mắt của nó mắt đỏ phân thủy rất đẹp luôn này, các bác nhìn này. Đây, mắt đỏ phân thủy cực kỳ là đẹp luôn. Con này chơi hoa chơi lá đều đẹp hết. Làm giống thì cũng cực kỳ là xuất sắc này. Đây. Đó, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Đó, mã này em đặt là mã K4. Mã K4 có 4 mầm gốc. Bác nào yêu mến thì chúng ta có thể chốt mã K4 này, đẹp chưa?
Đó, lấy về làm giống hoặc là lấy về sưu tầm thôi thì rất là xinh. Đó, rất là nhiều cây hàng va trên thị trường bây giờ còn lá mũi là mũi trắng đúng không ạ? Mũi hồng. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới nở một chậu phi điệp năm cánh trắng này. Đây là cây năm cánh trắng, khuôn bông rất là đẹp này, mắt của nó này. Cứ gọi là xuất sắc luôn, cả nhà nhìn thấy ạ. Đây, có cái mắt của nó đẹp xuất sắc chưa ạ? Đó, không khác gì con mắt của con hồng mỹ nhân luôn. Mũi của nó này. Mũi của con này này, cả nhà nhìn thấy ạ, mũi của con này đây, mũi trắng tinh. Mắt này. Nói chung là con này là mắt là đẹp hơn cả năm cây trắng Phú Thọ rồi. Đây mắt của nó đây ạ, cất cảnh cận cảnh đây em. Cây này em mắt nó của nó em chưa hề bẻ mà là mắt tự nhiên nha các bác nhá. Đó đây ạ, đấy mặt hoa nó đẹp chưa, hiện tại có một hoa nữa đang chuẩn bị nở này. Đây xinh chưa, đây ạ, đây cho các bác nhìn khuôn bông đẹp dã man luôn. Nói chung là con này là con năm cánh trắng này, mũi trắng này, môi tuyết này, mắt thì gọn gàng rất rất đẹp. Đây mũi thì trắng tinh. Đây em lấy vào trong râm em quay cho mọi người xem mũi nó trắng tinh này. Mắt của nó này. Đẹp chưa cả nhà? Nói chung là mã này em thấy đẹp xuất sắc luôn này. Và hiện tại thì chậu này đấy mà làm giống thì còn có một mầm này. Đó, có một mầm. Đó, xem nào nào. 1 2 3 4 5 còn được khoảng tầm 5 mắt ngủ. Đây. Đẹp như thế này, bác nào mà yêu mến thì phải sưu tầm con này. Thật sự con này gọi là xuất sắc, đỉnh của đỉnh luôn. Em gọi là thấy con này rất rất mê luôn đấy các bác. Đây này. Đây. Khuôn bông đẹp quá. Mã này em đặt là mã số 18 nhá. Đấy em đẹp như cô gái 18 luôn đây. Xinh quá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới lựa ra được 10 chậu cây phi điệp 5 cánh trắng mắt xước môi trái tim hàng ươm ki. Chuẩn thân xanh sạch luôn này. Hoa rất là đẹp và đặc biệt rất là thơm, rất là sai hoa và cực kỳ là dễ chăm sóc này. Đấy, những cái chậu bình thường như này các bác ạ. Đó, em những cái chậu mà như này có nụ và có một mầm gốc như này là em Thảo bán 300.000 đấy ạ. Đó, ngày hôm nay những cái chậu này làm giống em Thảo bán 250.000 thì em tri ân em lựa ra được 10 chậu đẹp xuất sắc nhất. Em bán với giá rất là mềm và ưu đãi cho cả nhà luôn là 130.000 một chậu. Anh chị em nào mà mua từ 3 chậu trở lên, em Thảo sẽ miễn phí ship nha các bác nhá. Còn nếu mà chúng ta mua một cặp như này em tính các bác là 250.000 này. Đó, cây thì rất là xinh và rất là đẹp rồi. Và đây này, cả nhà nhìn ạ, mỗi một mầm của nó cao khoảng tầm 3 cho đến 6 5 cm này. Thì tính sơ sơ các bác nhìn ở cái chỗ này vẫn còn được rất là nhiều mắt ngủ đúng không ạ? Về chúng ta vẫn có thể cắt ra để làm giống luôn. Và đây là hàng ươm ki nhé cả nhà nhá. Mặt hoa thì trên màn hình cả nhà có xem đây. Đó, đây ạ, 10 chậu chậu nào cũng xinh hết luôn nhá. Nói chung là cây này hoa không những là thơm mà còn nở vào Tết Tết nữa mà nó chuẩn năm cánh trắng luôn nha các bác nhá. Đó, hoa cực kỳ là thơm. Đó, rất là thơm thơm lừng luôn đấy. Đợt vừa rồi em Thảo có một chậu mà nó nở đấy ạ. Em Thảo đi vào bên cạnh thôi mà là có sực nức mũi luôn đó. Đó, và đặc biệt là rất là nhiều hoa và cực kỳ là dễ chăm sóc. Anh chị em mới chơi hoặc là chúng ta chơi lâu năm thì chúng ta đều yêu mến bởi vì hoa của nó rất là đẹp ạ. Đó, ngày hôm nay thì em tri ân thì anh chị em nào mà yêu mến thì gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề nhá. Nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, gia đình em Thảo xin tri ân và chia sẻ đến tất cả các anh chị những chậu cây phi điệp rất là đẹp. Đó, ở trên đây em Thảo sẽ lựa ra để em làm theo combo để cô chú chị dễ dàng đặt hơn nhá. Giống như là một món quà em cảm ơn cả nhà mình trong thời gian vừa qua đã ủng hộ gia đình em Thảo ở trên Lạng Sơn nhá. Đó thì bình thường những cái chậu như là chậu hồng yên thủy đẹp như này, em Thảo bán cho các anh chị với giá là 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay khi mà cô chú anh chị mua từ 3 cây như thế này theo combo em sẽ bán cho cả nhà với giá siêu mềm luôn nhá. 295.000 và em Thảo sẽ miễn phí ship. Và tất cả các cây gia đình em Thảo ngày hôm nay tri ân thì đều là dòng cây 52. Nên là cái độ thích nghi môi trường nó sẽ rất là cao ạ. Anh chị em mới tập chơi hoặc là đã chơi lâu năm thì chúng ta đều có thể thuần được. Và tiếp nữa đó chính là cây đang trong quá trình đi ngọn nên là cái đang trong quá trình sinh trưởng và phát triển nên là mùa hoa tới chúng ta sẽ được ngắm hoa bói luôn. Đó, mỗi một chậu của nó là cao khoảng tầm 15-20 cm các bác nhá. Có cây nào sẽ cao hơn thì em Thảo sẽ cố gắng lựa cho tất cả các anh chị những cây nào đẹp nhất có thể nhá. Đó, combo thì anh chị em có thể lấy theo combo hoặc là lấy theo cây theo ý thích cũng được. Cứ 3 cây em Thảo bán 295.000. Đó, đầu tiên là combo may mắn gồm có hồng yên thủy này, hồng minh châu và hồng mỹ nhân. Đó,
Đó, đây là cây hồng minh châu của nhà em này. Các bác nhìn ạ, cây hồng minh châu mặt hoa mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo đây là cây hồng yên thủy trong combo may mắn rất là đẹp này. Đó, cũng đang đi ngọn rất là xinh. Và cuối cùng là cây hồng mỹ nhân. Đó, cây hồng mỹ nhân rất là xinh đúng không ạ? Cây này của mặt hoa mẹ cũng rất là đẹp luôn. Combo 3 cây này. Đây, em đặt xuống như này cho các bác xem này. Em bán là 295.000. Tiếp theo đây là sang đây là combo như ý này. Combo như ý thì sẽ gồm có hồng á hậu này các bác ơi. Hồng á hậu này. Mặt hoa mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là cây hồng xòe này. Đó, cây hồng xòe. Cây 252 đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Đây này. Đây này, đang đi ngọn rất là khỏe. Tiếp theo, cuối cùng là cây hồng bồng lai này. Cây hồng bồng lai trong combo như ý 295.000. Đó, nếu mà mua lẻ em thả bán là 150.000 một chậu đi ạ. Đấy. Tiếp theo, cuối cùng là cây combo này là combo cắt tường này. Combo cắt tường gồm có hồng nhật hà này, phi điệp gái nhảy và ma bó. Anh chị em nào muốn xem cây trực tiếp thì có thể là xem em thảo livestream hàng ngày vào lúc 8:30 phút nhá. Đó. Đây ạ, combo này gồm có hồng nhật hạ này cả nhà nhìn đấy ạ. Cây của nó cũng cao khoảng 10 15 cm. Đó, tầm 10 15 cm, có hơn một chút nhưng là em sẽ tính tính sơ sơ như thế. Đây ví dụ như chậu này xem nào. Đây này, tầm 15 cm này. Đó. Bên này là phi điệp gái nhảy này. Đó. Và cuối cùng bên này là phi điệp ma bó. Combo 3 chậu này rất là xinh. Em thảo bán cho cả nhà là combo cắt tường là 295.000. Đó. Và cuối cùng bên này là cây nù đây cả nhà ơi. Đó, mập ú nu luôn, gồm có là nù tam bố này, nù hòa bình và nù ta ly đây cả nhà nhìn cây xinh chưa ạ? Đấy, xinh lắm những cái cây này. Hiện tại cũng là cây 52 và đang đi ngọn vì nó thân nù ấy, cái thân của nó mập lắm, cái mầm gốc nó lên rất là mập ú nu luôn. Đó, thân của nó cũng cao khoảng 10 15 cm. Đó, em vừa mới giới thiệu qua thì anh chị em có thể lấy theo cây theo ý thích của mình, theo combo này cũng được, còn không là chúng ta có thể lấy theo combo em Thảo đã đặt sẵn để cả nhà có thể dễ dàng đặt hơn nhá. Đó, và đây là toàn bộ những cây em Thảo vừa mới lựa ra đây ạ. Đó, có rất là nhiều cây nhưng mà vì là em Thảo mà lựa ra một lần là em cứ quay đi quay về thì cả nhà sẽ rất là đau mắt nên là em có làm một chỗ và em vừa mới quay cho cả nhà rồi. Đó, anh chị em nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em hoặc là nhắn tin vào số điện thoại của em có ghi ở trên tiêu đề. Đây là chương trình tri ân của nhà em này. Đấy, bốn loại năm cánh trắng như là năm cánh trắng Phú Thọ này, năm cánh trắng Hiền Oanh, năm cánh trắng Bạch Tuyết và năm cánh trắng Lâm Sung. Loại hồng thì em Thảo có 7 loại đúng không ạ? Đây em nói về dòng năm cánh trắng trước nhá. Cây năm cánh trắng thì bình thường những chậu mà một thân cao khoảng từ 10 cho đến 15 cm như thế này, em Thảo bán cho các cô các chú là 250.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán chia sẻ cho các cô chú anh chị với giá là 130.000. Đây, nó nhiều quá nên em sẽ lấy xuống dưới này em quay cho cả nhà xem nhá. Đó. Thì dòng năm cánh trắng em sẽ quay cho các bác xem này, đây là cây năm cánh trắng Phú Thọ này. Đấy, chậu đang có một cái thân già. Nói chung là cây 52 như thế này thì cả nhà rất là dễ thuần bởi vì nó là đã quen với môi trường rồi nên là những cây này về trồng là rất là tốt luôn. Tiếp theo là năm cánh trắng Bạch Tuyết này. Đó, bên này là năm cánh trắng Hiển Oanh này. Đó. Và cuối cùng bên này là cây năm cánh trắng Lâm Sung. Đó thì những chậu này thì cô chú chị có thể lấy bao nhiêu chậu cũng được. Đó, cứ mua từ 3 chậu trở lên em miễn phí ship nhá. Ngày hôm nay nhà vườn em Thảo xin chia sẻ đến cả nhà những chậu cây hàng ươm ki của cây phi điệp năm cánh trắng Đài Loan. Thì về cô chú chị nếu mà sổ ra những cái mặt hoa nào thì chúng ta có thể đặt tên theo ý thích của mình nhá. Đó thì ki này thì em Thảo cũng bán từ trước Tết rồi đúng không ạ? Bán giá chia sẻ cho các bác là 300.000 một ki đó. Đó thì bình thường những cái ki như là ki ám này, đây này các bác nhìn này, những cái ki ám Hòa Bình hay là ám Thái Bình hoặc là ám Thanh Hóa thì em Thảo cũng bán giá chia sẻ cho cả nhà những cái ki như này cũng là 300.000 một ki rồi. Đó. Thế là những ki này em Thảo bán giá hết sức giá mềm luôn đấy ạ. Để về chúng ta săn năm cánh trắng thì đây là mặt hoa trong lô nhà vườn người ta cung cấp cho em đấy ạ. Đây này. Đó, rất là nhiều năm cánh trắng, chủ yếu là năm cánh trắng cũng có ám nhưng mà rất là ít, tỷ lệ ám ít hơn. Đó, và mũi chủ yếu là mũi trắng và mũi hồng, mũi phấn hồng đấy ạ. Đây, mặt hoa của nó đây cả nhà nhìn này. Đó, em sẽ cho các bác xem lại một lần nữa về mặt hoa nhé. Đây, đây ạ. Đây là mặt hoa của cây năm cánh trắng Đài Loan các bác nhé. Nhiều lắm, nhiều mặt hoa đẹp lắm. Đó, bên kia thì họ không có sốt mũi trắng với lại cánh trắng như mình nên là bên họ có băm ra làm ki hết. Thì trong con lô này thì em Thảo có đây, cây này cái ám xanh này, ám xanh bây giờ cũng có giá trị lắm. Đó. Này, mặt hoa của nó đây đẹp chưa? Xong em sẽ quay những cái cây mà em Thảo đã bắt tại vườn nha các bác nhá. Đó, thì cái đợt vừa rồi đấy em Thảo cũng có mặt hoa của nó đây đẹp chưa? Nhiều lắm. Đó, hết rồi. Đó.
Thì key thực tế của nhà em Thảo này, những key đang bật mầm gốc này các bác nhìn này. Đó, tất cả các key đều đang bật mầm gốc, những cái bật mầm gốc nó to ấy là nó bắt buộc nó phải rụng lá để nuôi dưỡng mầm mà đây. Mầm của nó bắt đầu chuẩn bị mọc rễ rồi đó các bác. Đó, đã mọc rễ rồi không phải chuẩn bị nữa rồi. Và đây là một số cây em Thảo có để săn. Đó, đợt vừa rồi thì em bán chia sẻ cho cả nhà đấy, em bán đi 30 mấy chậu đó. Được nhiều anh chị em yêu mến lắm, xong rồi có một số anh chị cứ nói rằng là bán hàng Đài Loan này nọ. Nhưng mà các bác nhìn thấy ạ, mặt hoa rất là xuất sắc. Đó, thì bên kia họ cũng giống như mình thôi. Đó, cũng có những cái cô chú anh chị chơi lan và làm nhà vườn đúng không ạ? Đấy, đây này, cây này thì sổ ra là mũi hồng hồng, phớt hồng này. Nhưng mà em bắt được mấy cây đều là 5 cánh trắng hết đó các bác. Đây, mấy cây này bắt đầu đang chuẩn bị nở. Đó, mấy cây này em có nhà, có các bạn, có các anh chị đặt rồi đây này. Đó, đây này, cây này cũng là mũi trắng nhưng mà trên cựa của nó còn hơi hồng chút xíu như một cô gái là đánh phấn thôi chứ không có vấn đề gì. Nó vẫn là xuất sắc bởi vì các bác để ý là có rất là nhiều mặt hoa va đấy, mặt hoa gọi là cũng có giá trị nhưng mà họ vẫn là mũi mũi hồng đúng không ạ? Mũi hồng luôn. Nên là cây của em là mũi gọi toàn có cây mũi phớt hồng với lại mũi mũi trắng có một ít hồng ở trên này này. Đấy, xinh chưa? Nói chung là mấy cây của em bắt thì là nó đều là ra 5 cánh trắng hết rồi. Đó thì cái kia em Thảo bán giá chia sẻ cho các bác là 300.000 một kia. Đó thì bác nào mà yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm cái dòng này. Đó còn bác nào mà muốn săn hoa đẹp. Đây những cái chậu này em Thảo lấy từ chậu cây phi đẹp châu Như về để trồng vào chứ không phải là cây châu Như đâu nhé cả nhà nhé. Đây xem cây này nở nó sẽ là cây gì nào. Nó chưa kịp nở hết luôn. Đó đây này. Cũng là mũi trắng tinh và có một ít hồng ở trên. Đấy, nói chung là mấy cây này em bắt đều là 5 cánh trắng hết. Và trong lô thì nó cũng có ám nhưng mà tỷ lệ rất là ít. Đó, thì mấy cây em Thảo bán cho các bác thì cũng là ra 5 cánh trắng đấy. Đẹp, đẹp chưa, lô này xinh lắm. Vì nó là nhiều hoa cả nhà ơi, vì nó là nhiều hoa quá nên là hoa của nó chưa được to lắm. Thì năm sau mà chúng ta nở hoa, chúng ta để khoảng tầm 3 bông thôi. Thì nó sẽ rất là bay, nó sẽ rất là đẹp luôn đó. Đấy là cái cây thực tế tại vườn của nhà em đó. Ở bên này em vẫn còn. Thì đợt trước em bán chia sẻ cho các bác một chậu như này là 1,5 triệu. Thế nhưng mà nhiều bác cứ comment vào là nói là em bán hàng này hàng kia nên là em không để nữa, em không bán nữa mà em để bắt luôn nha các bác nhá. Em để bắt luôn này. Nè, toàn cây mũi trắng ít hồng này. Em có bắt được một cây mũi trắng ở bên đấy đó. Đó, đây. Còn có chậu này cũng đang nở cũng là 5 cánh trắng luôn này cả nhà. Đó, đây. Lô này chủ yếu là mũi phớt hồng với là mũi trắng. Nói chung là bây giờ được được 5 cánh trắng là VIP rồi mà với 300.000 một ki thôi. Đây là những chậu cây phi đẹp hồng Minh Châu gieo hạt của nhà em này. Đó, do là em Thảo livestream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày nên là nhiều cô chú anh chị đi làm ca buổi tối không có xem được em Thảo livestream nên là em có quay cho cô chú anh chị xem nhá. Đây là mặt bông mẹ của nó đây ạ. Đây là mặt bông mẹ của nó. Còn cây thực tế em Thảo đang bán từ đây, một thân như này các bác nhìn này. Một thân cao khoảng tầm 25 cm. Hiện tại thì cây đang có nụ. Em Thảo bán 250.000 cho bác nào yêu mến nhá. Đó, đây. Đó, các bác nhìn này. Đây, cây thực tế của nó rất là đẹp luôn. Số lượng thì em Thảo không có nhiều nhưng mà do là nhiều cô chú anh chị yêu cầu quá nên là em Thảo quay cho các bác xem từng cây. Đó, đây là cả khu này của nhà em nhá. Em sẽ có khi nào nó có nụ thêm thì em Thảo sẽ lại bán cho cả nhà vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Đó, mặt bông mẹ của nó thì xuất sắc luôn này các bác nhìn. Đó. Và tiếp theo bên này là những chậu cây phi điệp hồng yên thủy gieo hạt của nhà em nhá cả nhà nhá. Hồng yên thủy gieo hạt, mặt bông mẹ của nó đây cả nhà. Đó, mặt bông mẹ của hồng yên thủy gieo hạt đây rất là đẹp đúng không ạ? Đây, cái mũi của nó này rất đẹp, cái cánh nó rất là xinh luôn. Đó, và cây hiện tại của em thì có cây này, có cây một thân và có cây hai thân. Hai thân thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Hai thân thì nó có thân to, thân bé nhá. Tất cả các cây em thấy riêng hồng yên thủy là có đang có mầm gốc và đang sưng mầm gốc hết rồi. Đó, đây các bác nhìn này. Đó, chậu của nó chủ yếu là hai thân, thấp khoảng tầm 20 cm thôi nhưng có hoa hết rồi. Có chậu một thân nó cao hơn chút xíu thì bác nào muốn lấy chậu bao nhiêu chân thì có bảo em. Đó, đây. Đó, chậu hồng yên thủy này em có số lượng cũng không có nhiều đâu, khi nào mà nó có nụ thêm thì em Thảo sẽ bán nhé cả nhà nhá. Đây. Đó, hồng. Tiếp theo đây là những chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân gieo hạt của nhà em này. Đó, số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều đâu ạ. Những cái cây thực tế em Thảo cũng bán cho cả nhà 250.000. Đó, do là em Thảo livestream vào lúc buổi tối 8 giờ nên là rất nhiều anh chị em đi làm vào lúc buổi tối ca đêm đấy ạ. Đây là em Thảo quay thôi. Đó, cây thực tế nhà em Thảo đang bán đây. Đó, em Thảo bán mỗi một chậu của nó có một thân. Một thân em Thảo bán là 250.000 cho cô chú anh chị nhá. Đó, một thân. Em không có nhiều nên là em cứ quay như này. Khi nào mà cô chú anh chị nào mà muốn lấy chậu nào thì em Thảo sẽ chụp qua Zalo để em gửi cho cả nhà. Đó, đây cây hồng của nhà em nhá. Và bên này là có một vài cây hồng xòe gieo hạt của nhà em. Đó, thì cây hồng xòe gieo hạt em cho cả nhà xem mặt hoa này. Đây,
Đây chính là mặt hoa của hồng xòe gieo hạt nha các bác nhé. Đó, mặt hoa của nó đây rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và cây thực tế thì em Thảo cũng bán mỗi một chậu của nó gồm có một thân. Đó, hồng xòe em Thảo bán 250.000 nhá. Đó, em bán cho các cô chú anh chị những cái chậu như này 250.000. Số lượng em Thảo không có nhiều đâu nên là bác nào mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhá. 250.000 một chậu hồng xòe gieo hạt. Đó. Bác nào lấy cây nào thì em sẽ chụp qua Zalo hoặc là các bác tin tưởng thì em Thảo sẽ lựa cho các bác những cây đẹp để em gửi cho. Lâu lắm gia đình em Thảo mới về thêm những chậu kiếm hàng gieo hạt này, đó là kiếm xanh Huế và kiếm Phan Chí. Bên này là kiếm xanh Huế này, cả nhà nhìn ạ. Đó, đây là dòng tất cả em chọn đều là dòng kiếm lá láng từ 3 cho đến 4 tép, có cây 5 tép em sẽ chọn cả nhà những cái chậu nhiều thân và đẹp nhất nha các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn đây. Em Thảo bán 250.000 nhưng mà ngày hôm nay em bán giá chia sẻ cho cô chú anh chị giống như em livestream là 220.000. Đây là bên này là kiếm Phan Chí này, nó cũng từ 4 5 tép trở lên. Đó, 4 đến 5 tép. Đây các bác nhìn nhá, số lượng thì em Thảo không có nhiều. Nên là anh chị em nào mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp đến nhà em nhá các bác nhá. Người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh. Chính vì vậy là một trợ cái dòng kiếm được nhiều cô chú anh chị yêu mến và chúng ta muốn trồng. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có những cái chậu kiếm hàng chuẩn mặt hoa. Đó thì cô chú chị có thể kết nối với Zalo em Thảo. Em Thảo sẽ cho cả nhà xem về từng loại cây nhá. Đó còn không các bác có thể xem em Thảo livestream vào lúc 8:30 tối hàng ngày thì các bác có thể cho em bảo là cho anh xem kiếm chuẩn hoa thì em sẽ cho cả nhà xem ra những cái chậu em Thảo mới tách được 1 tháng rưỡi và mỗi một chậu em Thảo bán từ dao động từ 500 cho đến 1 triệu. Đó những cái chậu chậu to như này, đây những cái chậu to này em chuẩn bị tách cho mọi người đấy ạ. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 triệu hơn cho đến 3 triệu. Đó, nói chung là những cái chậu này em đang lấy xuống để em tách cho mọi người bán. Thì mỗi một người, mỗi một cô chú anh chị mua về một tép như thế thì người ta có câu là cây kiếm rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm là sau 2 năm thôi chúng ta sẽ được rất là nhiều luôn. Đó, đây, cây kiếm em mới. Bên này đây là những chậu cây phi điệp lá mít cổ đại, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng đúng không ạ? Đấy, không những là chơi lá, chơi hoa, chơi thân đều đẹp đúng không ạ? Chơi lá thì lá mít to đùng luôn, chơi thân thì thân mập ú nu đúng không ạ? Và chơi hoa, hoa của nó hồng môi tuyết rất là đẹp đúng không ạ? Đó, hiện tại thì đây là hàng ươm ki. Đó, đang trong quá trình rụng lá để nuôi dưỡng mầm gốc và cho hoa rồi. Đấy, đây này, cây này đang trong quá trình rụng lá, vàng lá để rụng lá rồi. Đó, bởi vì nó là theo quy luật tự nhiên thôi, nó bắt buộc phải rụng lá để nuôi dưỡng mầm gốc và nuôi dưỡng hoa. Đây các bác nhìn này. Đấy, những chậu này em Thảo bán bình thường là 290.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán giá chia sẻ cho các cô chú anh chị một chậu. Đấy, những cái chậu mà có hai mầm như này, lựa cho các bác chậu có hai mầm nhá. Với giá là bình thường Thảo bán 290 ạ, ngày hôm nay bán 220.000 thôi. Hiện tại cây để đang trong quá trình là chúng ta mua về là chúng ta được xem hoa luôn và chúng ta làm giống luôn nhé cả nhà nhá. Chỉ có 220.000 một chậu thôi. Đấy, ngày trước bán 290 chậu một thân xinh chưa? Đó, nhưng mà nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó, cây này ngày trước mọi người hay gọi nhau là cây phi điệp của người giàu đúng không ạ? Bởi vì là cây này rất là giá trị kinh tế cao luôn. Riêng năm ngoái khi mà Covid chưa ghé thăm thì nền kinh tế Việt Nam mình vẫn còn rất là mạnh đúng không ạ? Những chậu này em Thảo bán còn được 460.000 đó các bác. Đó, năm nay bán giá cho các bác 220.000. Đấy, chỉ còn có số lượng khoảng tầm 50 chậu. Thì bác nào mà chúng ta sưu tầm thì có thể gọi điện cho em Thảo trực tiếp hoặc là có thể xem video của em livestream trực tiếp vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có một cái dòng cây phi điệp mới cực kỳ là đẹp. Và đây là hàng bản quyền chỉ có em Thảo mới có thôi các bác nhá. Đó, đó chính là cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ lai với cây 6 mắt. Đó, thì hiện tại thì cây của nó đang chuẩn bị sổ. Nhưng mà các bác nhìn đến đường chỉ sọc của nó này. Nhìn không khác gì cây mẹ của nó là cây 5 cánh trắng Phú Thọ luôn. Thế này, đường chỉ sọc các bác nhìn thấy đường đều tăm tắp chưa? Rất là đẹp luôn này. Đấy, đường chỉ sọc cây này cực kỳ là đẹp này, có nhìn này. Nhìn thấy giống 5 cây trắng Phú Thọ chưa ạ? Cực kỳ là giống đúng không ạ? Cây này là hàng lai giữa 5 cây trắng Phú Thọ và cây 5 cánh trắng phi điệp 6 mắt nha các bác nhá. Em cho cả nhà xem mặt hoa của nó này. Đây. Đây chính là mặt hoa 5 cây trắng Phú Thọ này. Đó, đây là cây mẹ của nó các bác nhá. Đó, cây mẹ của nó đây các bác nhìn, đây em quay đây nhá. Đó, và tiếp theo là cây này là cây này cũng là cây mẹ của nó, hai cây này lai với nhau. Đó, cây 6 mắt chớp này đẹp chưa các bác?
Thật sự xuất sắc luôn, cây này lai với cái cây Nam Tràng Phú Thọ. Thì được một cái cây có thể nói là không biết là nó sẽ ra hoa gì. Thì em Thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà để chúng ta cùng bát nhát cây này chuẩn bị sắp có hoa rồi các bác ơi, đã rụng lá rồi, đang chờ hoa thôi, về chúng ta chơi treo ra chỗ ánh nắng là nó sẽ có hoa nha các bác nhá. Đó em Thảo bán giá chia sẻ là 130.000. Thật sự cây này 130.000, cây cao khoảng tầm 20 cho đến 25 cm. Đây các bác nhìn này, cây cao khoảng 20 đến 25 cm. Bên này đây là những chậu cây phi điệp thân thủ người đẹp ngọc đan. Một cái dòng hoa lan được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm khi mà em Thảo livestream đúng không ạ? Cây này là cái dòng mới và cái dòng này thì là dòng thân thủ cực kỳ là đã luôn. Bác nào mà mua về chúng ta sưu tầm là quá là xuất sắc. Đó, rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn đấy ạ. Cây ngọc đan này thì chiều cao hiện tại nó là cây 52, cả nhà nhìn đây là thân năm nhất này. Còn đây là thân 52 của nó. Đó, nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt thì năm sau nó có thể đạt trên 2 mét luôn đấy ạ. Đó, cây này thì em Thảo bán cho cô chú anh chị chậu một thân, cao khoảng từ 50 cho đến 60 cm nha các bác nhá. 50 đến 60 cm rồi. Đó, em bán là bình thường em Thảo bán 350 đấy ạ. Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán cho các bác là 200.000 một chậu, một thân. Và bên này là chậu hai thân này nó chỉ cao khoảng tầm 35 cho đến 40 cm thôi. Đấy, một thân thì nó chưa cao lắm. Nhưng mà được cái là cái dòng này lá rất là to. Hai thân em Thảo bán 250.000. Đó. Nếu mà cô chú chị mà chúng ta sưu tầm thôi. Để các bác nhìn này, cây này chúng ta phải luyện thành lá mít nhé cả nhà nhá. Đó, phải luyện thành lá mít luôn. Vì là cái cây này lá nó rất là to, em sẽ đo cho cả nhà xem về cái bản lá của nó này. Đó, những cái cây lá to nhá. Về cơ bản luôn này. Đây, lá của nó là đạt được gần 6 cm luôn. Đó, đối với những cây lá to nó phải đạt trên luôn đấy ạ. Và chiều dài của lá thì vô cùng dài luôn này. Đó, chiều dài của lá là trên 10 cm luôn đó, nếu mà chúng ta chăm sóc tốt nha các bác nhá. Đó, đây là em đo những cái cây to cao nhất thôi ạ. Đấy các bác nhìn đây. Đó, vì lá của nó rất là nhanh bị dập các bác nhìn này. Bởi vì nó lá là dòng lá to và cái lá của nó là bản lá cứng ấy, lá cứng lá giòn ấy, nên thành ra là trong quá trình vận chuyển thì nó đã bị dập một hai lá rồi. Tuy nhiên rằng là bây giờ hiện tại thì cây nó đã thắt ngọn rồi nên là không sao cả các bác nhá. Đây. Đấy, nếu mà được ổn định chất dinh dưỡng là nó có thể thành mít luôn đấy ạ. Đó, người đẹp ngọc đan này thì bác nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Bởi vì mặt hoa thì nó đã có hoa ở trên rất đẹp rồi. Nói chung là dòng này là dòng chủ yếu chơi thân lá. Đấy, chúng ta sưu tầm khoảng 2 chậu về làm cái thân thủ trấn vườn của nhà mình thì thật sự xuất sắc luôn. Các bác nhìn đường chỉ sọc của nó cũng rất là đẹp này. Thân của nó là thân mập ú nu luôn. Và mầm gốc thì nó hiện tại nó mới bắt đầu, cây này là dòng hoa muộn nhé cả nhà nhá, dòng hoa muộn nên là bây giờ nó mới bắt đầu đang trong quá trình chuẩn bị rụng lá để lấy mầm thôi nên là chưa có mầm gốc đâu nhé cả nhà nhá. Đó, cây cao một thân là 50 60, còn hai thân thì nó sẽ thấp hơn khoảng 40 40 45 thôi. Đó, có hai dòng, có hai loại thì bác nào muốn lấy loại nào cũng được. Đó, nếu mà lấy một loại loại một thân thì thân của nó rất là mập, lá nó rất là to luôn. Đó, nó sẽ bị lỗi một hai lá nhé cả nhà nhá. Đó, cái dòng này lấy chúng ta lấy về làm giống ra. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ Hòa Bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50 cho đến 60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng ra xinh rồi đúng không ạ? Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một số chậu cây phi điệp gái nhảy, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và mãi thì ngày hôm nay mới lại có thêm đúng không ạ? Và đây là mỗi một chậu gồm có một thân và một cây con rất là đẹp đấy ạ. Bình thường mỗi một chậu như này em Thảo bán 240. Ngày hôm nay duy nhất em chỉ bán với giá cực kỳ là mềm để đây để cho cô chú anh chị sưu tầm ạ, giá 170.000 một chậu. Mua hai chậu là 300.000 nhé cả nhà nhá. Đấy, số lượng thì em không có nhiều. Mỗi một cây của nó cao 10 cm nhé cả nhà nhá. Đấy, 170.000 mua 2 chậu là 300.000. Rất là đẹp và có cây đã thắt ngọn để chuẩn bị cho bông bói đấy ạ. Rất là đẹp nhá. Đấy ạ. Thân xanh cực kỳ là đẹp luôn. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá. Nó chỉ cao cao khoảng tầm 10 cm một chút xíu này. Có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu. Nhưng mà cây nó đẹp lắm. Gốc nó chắc khoảng 10 cm thôi. Đó, đây này. Đẹp lắm.
cây của nó thấp hơn, thấp thấp thứ hai so với yên thủy đúng không ạ? Đây này, đó, mỗi một cốc có cốc là tím này. Nói chung là nó cây nào nó cũng gần gần như nhau đấy. Có cây là hai thân tơ, nếu mà cây hai thân tơ thì nó được nhiều hơn một chút, à nhầm, nó bự hơn một chút đó. Đây ạ, đây. Và hàng ở bên trong này, đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy, đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Nhưng cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó, anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Phi Điệp Châu Như là một trong những cái dòng hoa có thể nói là được nhiều cô chú anh chị sưu tầm nhất để săn bệt đúng không ạ? Có mặt bóng mẹ rất là đẹp đấy ạ. Phi Điệp Châu Như thân của nó đỏ nhé cả nhà nhé. Thân đỏ và gia đình em Thảo phun nước vôi trong thì nó hơi trắng trắng này, thân tím đan đỏ này. Đó. Đây. Vì là quay như này thì nó không thể thấy được. Thân nó là tím tím này. Và những cái thân này khi mà chúng ta cho nó ăn nắng thì nó càng tím hơn đấy ạ. Đó, em đã lựa ra cũng được 9 chậu rất là đẹp để em chiên khách hàng. Bình thường em Thảo bán với giá là 250 cho đến 280 một chậu. Hôm nay em duy nhất em chỉ bán 200.000 một chậu thôi ạ. Số lượng em có 9 chậu nhé cả nhà nhé. Rất là xinh và mặt bồng mẹ rất là đẹp. Và đây là cơ hội cho chúng ta săn bệt đúng không ạ? Rất là xinh. Có cái họng của nó rất là xinh đúng không ạ? Đẹp lắm. Cây cũng rất là khỏe nữa. Và đây em cũng sẽ đo cho cả nhà xem đây. Em lấy cái đũa về đo cho cả nhà xem này. Đó. Bởi vì là tìm bút em chả biết là bút đi đâu rồi. Cây của nó cao khoảng từ 15 cho đến 20cm nhé cả nhà nhé. Cây cực kỳ là xinh luôn. Và đây là những chậu cây Phi Điệp Châu Như đây. Mọi người nhìn thấy các bạn, thân tỉa rất là đẹp này. Có cái đường gân, cái lá của nó rất là xinh nhá. Đó, số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều nên là em Thảo cũng bán tri ân quý khách hàng. Số lượng em thì còn có 5 chậu này thôi ạ. Đó, trên quý khách hàng rất là mềm giá luôn ạ, 280.000 được một cặp này luôn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Giá ngày hôm nay là chưa bao giờ có luôn đấy ạ. Đó, cô chú anh chị nào nhanh tân nhanh tay thì sẽ còn nhá. Đó, không bao giờ có giá này luôn được không nào? Cây cao khoảng từ 19 cho đến 20cm, dòng thân của nó là thân đỏ nhá. Bệt châu như, mặt bông thì cô chú anh chị chúng ta mua về để chúng ta sưu tầm. Và hiện tại thì gia đình em Thảo vừa mới về được 50 cây Phi Điệp Ma Bó, hàng gieo hạt của gia đình em. Và cái mặt bông như anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này, đây chính là cây Phi Điệp Ma Bó này. Đó, em có cả cây năm nhất là 75.000 và cái cây này là cây năm 2 rồi. Đó, cây này em bán với giá rất là mềm ạ. Này, nhìn rất là nhiều thân nhá, đây 2 đến 3 thân. Đó, toàn 3 thân, 2-3 thân thôi. Đó, em bán với giá cũng rất là mềm, cây nó không cao đâu, cây nó còn bé lắm. Đây, cao chỉ khoảng từ 5 đến 8 cm thôi, không cao lắm đâu. Đó, em bán với giá là 230.000 một chậu. 230.000. Năm nay là năm con trâu nên là đầu xuân năm mới, em Thảo xin chia sẻ đến cô chú anh chị những chậu đa trâu giống lá xếp rất là đẹp để cô chú anh chị chúng ta có thể sưu tầm này. Đó, mùa xuân là Tết trồng cây đúng không ạ? Đó, những cây đa châu giống này thì các bác biết rồi, đa châu có một số nơi gọi là nghinh xuân hoặc là có một số nơi gọi là ngọc điểm đều đúng đấy ạ. Đó, tùy vào vùng miền. Và là một những cái dòng hoa không chỉ đẹp và nổi tiếng ở Việt Nam đâu mà còn nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Bởi vì hoa của nó là rất là đẹp, hoa nở bền được hơn một tháng. Và đặc biệt là ở với Việt Nam mình thì đỡ vào đúng dịp Tết Nguyên đán nên là càng được nhiều cô chú chị yêu mến hơn. Đó, ngày hôm nay thì em Thảo sẽ bán chia sẻ cô chú chị với giá rất là mềm luôn ạ. Đây là đa châu lá xếp nhé cả nhà nhé, có rất là nhiều màu em cho cô chú anh chị xem này. Đó, có màu trắng này, đó, có màu bò sữa, màu đỏ, màu trắng tím này, có rất là nhiều màu đúng không ạ? Màu cam, cam lửa, hồng cánh sen, đó, màu trắng tinh khôi này, đó,
Các bác có nhìn thấy này, màu tím, tím đen đúng không ạ? Có rất là nhiều màu sắc để chúng ta có thể là trồng. Và đây là em Thảo bán theo combo 10 chậu này. Đấy, các bác có thể tham khảo giá trên thị trường. Ngày hôm nay em Thảo bán giá chia sẻ với giá là 240.000 một chậu, 10 cây như thế này. Đó, đây là những cái cây lá xếp nhá các bác nhá. Những cây lá xếp em Thảo bán tri ân nên những cái giá rất là mềm luôn, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đó, đây cái màu này có màu xanh ngọc này. Đấy, màu tím này. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có những chậu cây phi đẹp thân thủ thanh lý ạ. Đó, cây đẹp, những cái cây đẹp thân thủ như thế này là em Thảo bán cho cả nhà với giá là 350 ạ. Bây giờ hiện tại những cái cây này nó cao khoảng tầm 40 cho đến 1 mét luôn. Nếu mà một thân nó sẽ cao tầm tầm khoảng tầm 60, 70, 80, 90, 1 mét luôn này. Cây này em Thảo đo cho mắt được 1 mét này, có nhìn thấy 1 mét chưa? Này, em chiều đo chiều cao của nó này. Đấy, dài chưa ạ? Đó, còn những cái cây sơ sơ thì nó cũng được 60, 70 cm rồi. Đó, mỗi một chậu của nó từ 1 đến 2 mầm. Đây, xinh chưa? Đó, đây này, 1 đến 2 mầm, nhưng mà nếu cái mầm này khỏe chưa? Đó, mọc ú nu luôn. Đây là thanh lý của thanh lý luôn đấy ạ. Đó, bây giờ em bán thanh lý cho các bác lấy về chăm hộ em thôi, chứ thật sự không còn có một cái điều gì để nói với những cái khách hàng mà đặt hàng xong lại không lấy luôn đấy ạ. Đó, người ta còn không thèm mở hàng ra kiểm tra cơ, bởi vì nhà em Thảo là bán hàng là được kiểm tra hàng trước khi nhận mà. Đó là họ cố tình luôn đấy, nên là bác nào mà chúng ta chắc chắn lấy được những cái cây thân thủ đẹp này thì chúng ta mới lấy nhá. Cây này nếu mà năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, nó có thể vượt lên trên 2 mét và chúng ta chăm sóc tốt, nó có thể to bằng ngón chân cái đấy ạ. Đó, mặt hoa thì là mặt hoa là hoa sổ số, em chưa biết mặt hoa đâu. Đây là hàng ươm ki nha cả nhà nha, đây này. Đấy, đẹp chưa? Này, mầm gốc này, 1 đến 2 mầm. Nói chung là những cái cây này mà chúng ta muốn lấy cái cây này, nếu mà một mầm nha các bác nha, nếu mà có một thân dài như này thì chúng ta cắt khúc làm ki cũng được nhiều. Đó, còn nếu mà hai thân thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu, hai thân nó sẽ thấp hơn một chút xíu, nhưng mà nói tóm lại là cây này là một trong cái dòng thân thủ hàng VIP của nhà em đó. Đó, em còn không có hàng để mà bán cho cả nhà cơ, nhưng mà có một số thành phần lá cứ muốn là đặt hàng xong rồi là em hàng em đến gọi lại không nghe. Đó, nên là bác nào mà chúng ta chắc chắn thì ủng hộ em Thảo nhé. Em có 20 chậu. Hàng này là hàng VIP của nhà em, thân thủ của nó này. Đó, ví dụ như chậu này này, nó đã to bằng ngón tay cái của em rồi. Nó còn có một số cây nó nhiều thân hơn, để sẽ coi hơn một chút. Nhưng mà đại khái cây này là một trong những cây cao giáo VIP xịn sò của nhà em luôn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, gia đình em Thảo xin tri ân cô chú anh chị những chậu kiếm này. Đó, ngày hôm nay thì em áp dụng chương trình là mua một tặng một nhá. Một combo kiếm 5 loại như thế này, em Thảo bán bình thường là 350.000, em Thảo bao ship đúng không ạ? Ngày hôm nay thì gia đình em Thảo sẽ bán tri ân cô chú anh chị là mua một tặng một. Tức là chúng ta mua 5 cây thì sẽ được tặng 5 cây nữa là 10 cây nhá cả nhà nhá. Đó, và cây thực tế thì đây là những cái cây hàng em Thảo tuyển chọn để em bán chia sẻ cô chú anh chị đấy ạ. Đó, kiếm là một trong những cái dòng rất là khỏe và rất là phát triển nhanh đúng không ạ? Nên người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh. Chính vì vậy là cô chú anh chị có thể biết là khi mà chúng ta đầu xuân năm mới như này, chúng ta trồng một cây kiếm như này, cuối năm thì nó sẽ rất là to và phát triển rất là nhanh luôn đấy ạ. Nhà em Thảo có 5 loại là kiếm xanh Huế này. Đó, kiếm vàng Phan Chí, đây là cái kiếm hàng mặt bông mẹ của nó cả nhà nhé. Đây là xanh Huế này. Đó, kiếm Phan Chí này. Đó, kiếm Hoàng Long, kiếm huyết đỏ này, mặt bông mẹ này. Đó, cuối cùng là kiếm vàng Củ Chi. Còn đây là những cây thực tế của nhà em Thảo bán này, các bác nhìn này. Cây hiện tại đang được khoảng tầm 5 cho đến 6 lá. Đó, các bác nhìn này, đây những cái cây kiếm rất là xinh luôn. Đó, kiếm Phan Chí này. Đó, mua một tặng một tức là 350.000 em Thảo miễn phí ship cho cô chú anh chị, và em sẽ tặng kèm cho cả nhà là 5 cây này nữa nhân dịp đầu năm xuân năm mới đấy ạ. Đó, anh chị em yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhé.